Các em học sinh khối lớp 8 trường Trung học cơ sở Chu Văn An thân thương. Cô xin chào tất cả các em. Trong video này, cô sẽ đi vào phần ôn tập học kỳ 1. Trong kỳ thi này, cũng như là kỳ thi định kỳ giữa học kỳ 1, các em cũng thực hiện bài kiểm tra trong thời gian là 90 phút ở tuần thứ 16 hoặc là 17. Đầu tiên, cô sẽ giới thiệu với các em bố cục của bài kiểm tra. Tương tự bố cục của bài kiểm tra giữa học kỳ 1, thì bài kiểm tra học kỳ 1, các em cũng có hai phần. Phần thứ nhất, 6 điểm. Các em sẽ đọc ngữ liệu ngoài sách giáo khoa rồi hoàn thành các câu hỏi. Chúng ta sẽ có các câu hỏi như sau. 8 câu hỏi trắc nghiệm. Mỗi câu là 0,25 điểm. Các câu hỏi liên quan đến yếu tố tiếng Việt đã học. Các câu hỏi về nội dung, về ý nghĩa, về các biện pháp tu từ, bài học được rút ra hoặc là thông điệp từ ngữ liệu ở phía trên. Sau đó chúng ta sẽ viết một đoạn văn ngắn. Như vậy, với những câu hỏi trên, xem như chúng ta đã hoàn thành được 6 điểm. Phần thứ hai, phần 4 điểm. Các em sẽ viết một bài tập làm văn nghị luận về một hiện tượng đời sống. Trong phần tập làm văn nghị luận về hiện tượng đời sống, các em sẽ chú ý cho cô là ba vấn đề. Vấn đề thứ nhất là vấn đề về bảo vệ thiên nhiên. Vấn đề thứ hai đó là vấn đề về mạng xã hội, đặc biệt là mạng xã hội đối với các bạn học sinh cấp 2. Vấn đề thứ ba đó là vấn đề về bạo lực học đường. Như vậy, trong phần viết bài tập làm văn nghị luận về một hiện tượng đời sống, các em sẽ phải lưu ý về ba vấn đề nêu trên. Sau đây, cô và các em sẽ cùng hướng đến phần nội dung ôn tập cụ thể. Đầu tiên, cô sẽ hướng dẫn các em đọc ngữ liệu ngoài sách giáo khoa. Khi đọc ngữ liệu ngoài sách giáo khoa, các em cần đọc thật kỹ, gạch dưới những ý chính hay những từ ngữ quan trọng. Trong lúc đọc, các em xem có yếu tố tiếng Việt hoặc các biện pháp tu từ đã học có xuất hiện trong ngữ liệu hay không. Sau đó, các em phải nắm được phương thức biểu đạt, nắm được nội dung, nắm được ý chính, nắm được bài học và thông điệp mà ngữ liệu ấy truyền tải. Cô ví dụ, khi chúng ta đọc ngữ liệu truyện cười, các em phải chú ý về bối cảnh, về cốt truyện, về nhân vật, về nội dung, về đề tài, về nhân vật chính trong tác phẩm. Sau đó là những thay đổi suy nghĩ của em sau khi đọc xong tác phẩm truyện cười ấy. Về nghị luận văn học thì các em phải chú ý khi các em đọc bài văn nghị luận, các em phải xem luận đề, luận điểm, lý lẽ và bằng chứng ở đâu, chúng có mối quan hệ gì và sau đó các em phải liên hệ vấn đề nghị luận văn học với đời sống đương đại. Tiếp theo, cô hướng dẫn các em cách chọn câu trắc nghiệm đúng. Muốn chọn được câu trắc nghiệm đúng, các em phải ôn lại phần tri thức ngữ văn. Bởi vì trong phần tri thức ngữ văn sẽ giúp cho chúng ta có kiến thức để chọn đúng câu. Khi chọn,
thì chúng ta phải hết sức thận trọng. Chúng ta ghi rõ ràng, không được bôi xóa, hoặc không được ghi mơ hồ, không được chọn nước đôi. Trong phần trả lời câu hỏi có yếu tố tiếng Việt, các em xem lại các bài học sau đây. Thứ nhất, bài học tiếng Việt về từ tượng hình, từ tượng thanh. Bài thứ hai, đoạn văn diễn dịch, quy nạp, so sánh và phối hợp. Bài thứ ba, đó là bài yếu tố Hán Việt. Bài tiếp theo là bài nghĩa tường minh và hàm ẩn. Cuối cùng là từ toàn dân và từ địa phương. Sau khi hoàn thành xong câu có yếu tố Hán Việt, thì các em phải vận dụng cao hơn, đó là chúng ta phải viết đoạn văn ngắn. Khi viết đoạn văn ngắn, các em cần phải chuẩn bị hai bước. Bước thứ nhất là trước khi viết, và bước thứ hai là chúng ta sẽ viết. Vậy chúng ta sẽ chuẩn bị gì trước khi viết? Đầu tiên, các em phải đọc kỹ yêu cầu, gạch chân những cái từ quyết định, từ quan trọng có trong lệnh đề, có trong câu hỏi. Sau đó các em sẽ hình thành kiểu đoạn văn. Nghĩa là các em phải xem chúng ta sẽ viết kiểu đoạn văn quy nạp, diễn dịch, phối hợp hay song song. Và đặc biệt kiểu đoạn văn đó, kiểu câu nào thì cũng phải có câu chủ đề. Sau đó chúng ta sẽ xây dựng bố cục, có nghĩa là chúng ta sẽ xây dựng cái dàn ý của đoạn văn. Cô nhắc lại kiến thức về dàn ý của một đoạn văn. Đầu tiên, phần mở đoạn, các em phải giới thiệu được sự việc, được nhận định, được suy nghĩ, được tình cảm mà các em đã được đọc trong phần lệnh đề. Phần thân đoạn, các em làm sáng tỏ sự việc, suy nghĩ bằng cách đưa những lý lẽ, bằng chứng, thuyết phục. Sau đó chúng ta kết đoạn. Trong phần kết đoạn, các em phải khẳng định lại sự việc, lại suy nghĩ hoặc là tình cảm của mình. Khi hoàn thành dàn ý hay là bố cục của đoạn rồi, các em xem xét lại trong phần giấy nháp, rồi chúng ta mới cẩn thận viết đoạn. Để các em viết đoạn được tốt, cô sẽ hướng dẫn cái bảng kiểm phần viết đoạn văn ngắn. Trong bảng kiểm này, chúng ta có tiêu chí về phần mở đoạn, phần thân đoạn, phần kết đoạn, và đặc biệt là có sự tiêu chí về diễn đạt. Trong tiêu chí về diễn đạt thì các em chú ý viết đúng chính tả, đúng ngữ pháp. Các em dùng từ cho phù hợp và sử dụng những phép liên kết làm sao để cho các câu, các từ, các đoạn phải liên kết với nhau một cách mạch lạc. Chúng ta không được tách đoạn và luôn luôn mở đoạn bằng cách viết hoa và lùi vào đầu dòng. Sau đây cô hướng dẫn các em cách viết một bài văn nghị luận về một hiện tượng đời sống. Kiến thức này chúng ta đã được học trên lớp rồi. Các em xem lại 4 bước khi làm bài văn nghị luận về một hiện tượng đời sống ở sách giáo khoa trang 71-72. Các em xem lại bảng kiểm, xem lại kỹ năng viết về một vấn đề đời sống ở sách giáo khoa trang 73. Chúng ta cần lưu ý như sau. Mỗi đoạn trong thân bài chứa một luận điểm. Mỗi đoạn đó, các em cũng phải chọn cho mình cách diễn đạt cho phù hợp. Ví dụ các em chọn kiểu đoạn văn như đoạn diễn dịch hay đoạn quy nạp.
Cô giới thiệu với các em dàn ý bài văn nghị luận về một hiện tượng đời sống. Khi các em làm bài văn nghị luận về một hiện tượng đời sống, thì các em phải xây dựng dàn ý như chúng ta đã học sau đây. Phần mở bài, các em nêu vấn đề cần bàn, nêu được ý kiến đồng tình hay là phản đối, hoặc là đánh giá về vấn đề cần bàn luận. Thì trong phần mở bài này chúng ta có hai nội dung cần nêu ra nhé các em. Trong phần thân bài, chúng ta sẽ lưu ý đoạn đầu tiên là giải thích những từ ngữ, những ý kiến cần bàn luận. Bắt buộc phải có phần giải thích nha các em. Muốn giải thích đúng thì các em xem những từ ngữ nào quan trọng, những ý kiến nào chính thì chúng ta mới giải thích. Về phần bàn luận thì chúng ta sẽ nêu luận điểm. Trong một bài văn nghị luận thì ít nhất chúng ta phải nêu được hai luận điểm, đồng thời đưa ra nhiều lý lẽ, bằng chứng để làm sáng tỏ cho luận điểm. Phần kết bài, chúng ta cũng có hai phần, đó là khẳng định lại vấn đề và đề xuất giải pháp hoặc là nêu bài học. Cô giới thiệu với các em bản kiểm kỹ năng viết văn bản nghị luận về một đời sống. Các em nhớ nha, phần mở bài, nãy cô đã nói rồi, chúng ta phải nêu được hai vấn đề. Trong phần thân đoạn, cô xin lỗi, trong phần thân bài, thì các em chú ý là cứ mỗi một luận điểm thì chúng ta phải trình bày được ít nhất hai lý lẽ và nhiều bằng chứng. Nhưng mà bằng chứng đó phải cụ thể, đa dạng, phù hợp với luận điểm. Và sau đó chúng ta phải sắp xếp các lý lẽ, các bằng chứng đó theo một trình tự hợp lý. Chúng ta không nên mắc nhiều lỗi chính tả, không gạch xóa, không dùng bút xóa, mà phải ghi thật cẩn thận từng từ, từng câu, diễn đạt sao cho chặt chẽ và thuyết phục. Sau đây là một bài văn nghị luận xã hội về vấn đề mạng xã hội đối với học sinh cấp 2 mà chúng ta cần lưu ý trong ba vấn đề trên, thì các em sẽ tham khảo. Các em thấy đó, trong phần thân bài bàn luận thì bài này có hai luận điểm, và từ hai luận điểm này đều có lý lẽ và bằng chứng để làm sáng tỏ cho luận điểm. Cuối cùng, phần kết bài luôn luôn khẳng định lại vấn đề và đề xuất giải pháp hoặc là nêu ra bài học. Các em học sinh khối lớp 8 thân mến, cô cầu chúc cho các em tự tin, bình tĩnh, học bài thật tốt và chúc cho các em làm được một bài kiểm tra điểm thật là cao. Thương chào các em.